morning. Good morning Chun. Good morning Cam. Good morning mẹ. Good morning con. Các bác sướng, các bác feel nhở? Thì bác Cam kia. Bác Cam feel nhở? Sáng ra ngồi anh bác Chun cũng feel nhở? Ôi trời ơi. Trời thích nhở? Thời tiết hôm nay Sài Gòn rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ, rất là mát mẻ. Bây giờ thì mình sẽ up một cái story lên để hỏi mọi người là hôm nay thì bọn mình với một cái thời tiết đẹp như thế này thì bọn mình sẽ mặc đồ màu nâu hay là đồ màu xám. Thì mọi người hãy post trên cái story của mình nhá. Thì đây, ơi kìa. Massage cho anh Chuồn này, anh Chuồn con gái ngủ lắm. Thật gì đấy. Hôm nay hai bố mẹ đưa đi học luôn nhá. Ok. Thích không? Dạ, bố ông con vào nằm. Vợ chồng mình đang ngâm đỗ xanh có vỏ để nấu chè, ăn thanh lọc cơ thể và có hồng ngâm. Chỗ nhà mình nó là gió sông ấy, cho nên nó rất là mát luôn. Chỉ cần mở thông cái cửa này và cái cửa lan can đằng sau này một cái này, mọi người nhìn gió mát lông lông luôn. Rất là tự giác, rất là ngoan. Như vậy là mọi người vote 62% mặc đồ màu nâu được rồi ạ. Mặc đồ màu nâu nhá. À mà thôi, chắc chắn là phải mặc thôi. Sau khi mà các bạn đã vote đồ màu nâu đây. Đó, đồ màu nâu. Còn mình cũng mặc đồ màu nâu. Đồ màu nâu theo yêu cầu của mọi người. Ok. Đây là đồ của vợ chồng mình. Rồi, bây giờ cả nhà sẽ cùng đưa Cam đi học nhé. Đây, đây, Cam cầm hai tay. Ủa, cầm được á? Cam dí vào chỗ bố mẹ nhá. Đi thôi, em. Anh nhận chưa? Rồi, đi. Rồi, con đi theo bố mẹ được không? Có quá. Xa bố mẹ ra. Cách xa bố mẹ ra. Rồi. Quay được chưa? Nặng quá. Nặng á? Nào, bắt quay đi, con quay đi. Ôi, giỏi thế, Cam giỏi quá. Hả, quay đi. Ôi ôi, vlog rồi cho bố mẹ à? Mọi mình vừa mới đưa Cam qua trường. Bây giờ thì sẽ đi ăn sáng. À quên mất chưa có chưa. Bây giờ thì sẽ đi ăn sáng. Sáng tối qua hai vợ chồng mình uống vang ấy. Xong rồi lại còn ăn kiểu ham ấy, nó nhiều muối ấy. Mà hai đứa sưng húp lên. Bây giờ mình đang nhờ mọi người vote xem là bọn mình nên ăn đồ gì nhỉ? Đồ Việt Nam hay là đồ Âu? Đấy. Thì bây giờ bọn mình đang đợi mọi người vote xong rồi bọn mình sẽ đi ăn sáng. Bây giờ đang là 8:15. Em cứ quay anh vậy. Người đã vote đồ Việt Nam nhiều hơn. Cho nên là bây giờ vợ chồng mình đang có mặt tại phở gà phố cổ số 2 Lê Thước để ăn bún thang nhá. Và đây là bọn mình được một người chị giới thiệu cho bọn mình. Hôm nay mới ăn thử. Trong quán rất là sạch sẽ. Cảm giác thật sự là từ ngày vợ chồng mình vào đây mà như ở Hà Nội luôn. Ngày nào vợ chồng mình cũng ăn sáng tất cả những cái món Hà Nội này, phở bò này, phở gà này. Xong rồi kiểu ăn xôi, ăn miến lươn, tất cả những cái món đều kiểu những cái món Hà Nội luôn ấy. Wow. Quay mọi người nhìn này. Đây là bát gà thêm bún thì đúng hơn là bát bún gà. Nhiều gà. Vợ có vẻ đang bị hơi nhiều thịt so với vợ đúng không? Nhiều. Ôi, ngon thật sự luôn. Ăn thử nhá. Ăn thử đi. Tại hôm nay mới là mùng 2 chưa mắm tôm ấy, chứ không thì món này mà không có mắm tôm đôi khi. Ôi, nhiều. Trông ngon chưa? Nhiều da dã man, nhiều gà dã man. Có gà này, có nấm này, có trứng này, có giò này, có củ cải khô này. Đấy, rất là đúng vị luôn. Ngon nhỉ? Vị rất là ngon luôn. Mà quán rất là sạch sẽ và menu thì có rất là nhiều món nữa mọi người. Cho nên là mọi người có thể qua đây để tham khảo ăn thử bún thang ở đây nhé. Thật sự là mình thấy là bún thang đấy rất là ngon. Cho nên là bạn nào mà muốn ăn bún thang tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể qua số 2 Lê Thước. Số 2 Lê Thước, quận 2. Ok.
Bây giờ thì bọn mình sẽ ăn sáng và sau đó thì bọn mình sẽ lên quận 1 để đi cà phê với bạn một chút. Hẹn gặp lại mọi người một chút nữa nhá. Bemovenpick mọi người, Bemovenpick mà trong cái vlog vợ chồng mình vừa đi Phú Quốc ấy, họ có tặng cho bọn mình hộp bánh trung thu, và bánh trung thu được làm từ mật ong này, rồi làm từ cá biển rồi làm từ cá biển, có nghĩa là tất cả những cái nguyên liệu ở Phú Quốc ấy rất là hay luôn. Bây giờ thì bọn mình đang có mặt tại nấp cà phê ở trên úi thì thôi thủ khoa Huân. Đây quay hai đứa mình ở đây á, hai đứa mình quá bé ở chỗ này. Ok, ở trong này. Đây vợ mình đang chọn mến. Bây giờ vào đây thì đúng những cái đồ mà cô ấy thích rồi, đúng sở thích của vợ chồng mình. Đồ nào này, đồ rất là xinh, thì có mấy cái ly này trông cũng đáng yêu. Đây đây là những cái set nến mà vợ mình đang chọn, mơ concept. Đây mơ concept, và bọn mình đang chọn nến ở trên này. Ở đây mình gọi thêm một ly bạc xỉu để uống nữa. Đó, bên cạnh thì có một cái bánh. Trong thời gian mà chờ vợ mình thì mình sẽ uống cà phê. Không gian rất là thích luôn. Bây giờ thì mình sẽ đăng cái story lên và hỏi mọi người là sẽ chọn bé thỏ hay là bé gấu cho Cam. Ok, và mọi người vote cho mình nhá. Hả? Hy vọng mọi người sẽ vote hai con thỏ vì em thích hai con thỏ này hơn. Anh gấu này cũng xinh mà, rồi con này mặc cái quần xanh xinh dã man ấy, trông yêu mà. Mình thì nghiêng về hai em gấu hơn, mẹ Loan thì nghiêng về hai em thỏ hơn. Đó, như vậy là sau 10 phút bọn mình đã có kết quả. Gì đây? 70% là thỏ. 70% luôn em ạ. Nhưng mà hai con này xinh mà. Trời ơi, nó nhìn nhìn cái quần yếm của nó xinh này. Thì đây là hai đồ mà bọn mình đã chọn. Cái này là để đong sữa. Đấy. Còn cái này là để đong sữa nốt. Nến. Tiêu nữa. Thì mình rất là thích là tiêu. Làm nến tiêu. Rồi, sau khi mà bọn mình đã mua đồ ở trong nấp xong thì bây giờ vợ chồng mình sẽ đi ăn trưa. Lúc vậy vote là gì? Vợ mở. Mọi người chọn cơm gà Hải Nam hay là chọn hủ tiếu? Mọi người đang gọi chọn cơm gà Hải Nam là 72% và hủ tiếu 28%. Thì chắc chắn là cơm gà Hải Nam rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua Đặng Thị Nhu. Đây là lần đầu tiên bọn mình đi ăn cơm gà Hải Nam ở Sài Gòn ạ. Ok, đi rồi, let's go. Đây là cái quán mà bọn mình định ăn đây là mọi người này, nhưng mà sao mà xếp hàng đông dã man luôn. Đi. Cơm gà Hải Nam kiểu Singapore. Đây, menu có rất là nhiều món, bây giờ bọn mình sẽ chọn món nhé. Đây là cơm gà Hải Nam. Vợ mình thì lấy cơm đùi, còn mình thì là cơm xá xíu. Chồng mình lấy cơm đùi xong. Ờ, em có đổi không? Em ăn cái gì? Thôi em ăn, ăn chung đi. Chung đi. Chung nha. Thế là đủ đôi cặp chân gà hôm nay. Hôm nay lại gà, sáng vừa ăn gà xong. Bây giờ lại gà. Cơm thì mình thấy rằng là gạo không ngon lắm, bị hơi rời gạo. Nhưng mà thịt xá xíu thì ngon. Anh ăn thử miếng gà vợ nhá. Gà có vẻ mềm á. Gà mềm ngon lắm. Hóa ra bọn mình đã từng ăn ở đây rồi. Từng ăn đây một lần rồi. Lâu lắm rồi. Đây là con đường mà vợ chồng mình thích nhất tại Sài Gòn này. Đường Trương Định đi qua công viên Tao Đàn. Siêu mát, đẹp luôn. Nó giống như kiểu Hoàng Diệu ngoài Hà Nội ấy. Nhưng mà cái cây trong này nó là một kiểu khác và cũng rất là đẹp, rất là mát. Mình vừa mới vào lấy cái khung tranh mà mình đặt ở phố gì nhỉ? Trương Quyền. Trương Quyền, xong đấy là đi mua mấy đồ linh tinh thì trời, đây để quay cho mọi người xem. Trời trở mặt rất nhanh. Vừa khen thời tiết hôm nay đang kiểu đẹp đẹp mát mát, xong thì bây giờ trời đang mưa sầm xì. Gió rất là to luôn ấy. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi siêu thị để mua đồ, bởi vì tối nay bọn mình có một người bạn sang để ăn tân gia.
Đây là những buổi tân gia đầu tiên của bọn mình từ khi bọn mình vào nhà mới. Thì bây giờ bọn mình đang phân vân giữa món gì nhỉ? Món lẩu gà cầm và lẩu gà nấm. Đó, thì bây giờ bọn mình sẽ đăng để hỏi mọi người xem là mọi người vote cho bọn mình món gì nhá. Bây giờ vợ chồng mình đang đi mua đồ để tối nay. Chị Bích Phương hát to quá. Mình đang mua đồ để tối nay làm tân gia, mời một người bạn. Và bây giờ mình đang phân vân không biết là giữa lẩu gà nấm và lẩu thập cẩm sẽ là làm món gì. Thì bây giờ mình sẽ đăng story nhá. Ăn đậu đi. Chân dung con người đang chuẩn bị lẩu gà. Và mọi người vớt lẩu thập cẩm 75%. Đây 75% lẩu thập cẩm. Chồng mình thì chăm chăm hay chọn lẩu gà. Mình đang là hạt gà đây rồi này. Thôi thế thôi, lẩu thập cẩm thôi, cũng ngon mà. Mình đã mua xong đồ để tối nay nấu lẩu. Em ơi. Em à. Lúc nãy trong lúc mà đợi bố Kiên đón thì mình đã qua chỗ này để mà lấy hai cái tranh. Mình đặt hai bức tranh để mà trang trí ở trong nhà. Bức này thì mình sẽ để trang trí ở cái tủ trong phòng ngủ, còn bức này thì mình sẽ để trong cái toilet kia. Đang định quay cho mọi người thì nó bị hết pin. Thì mình đặt cái bức tranh đầu tiên là ở trong phòng ngủ của bọn mình mà mình để ở đây. Còn một bức nữa thì mình để ở trong cái toilet ở bên ngoài của bọn mình. Đấy, trông cho nó có điểm nhấn ở trong toilet. Cái gì đấy? Treo gì đấy? Tranh. Úi giời, hẳn là một bức tranh. Đẹp không? Thế thì anh nghĩ là bây giờ anh nên thiết kế thêm một cái ổ điện ở trong này nữa. Vì anh vừa cầm sạc điện thoại và anh ngồi trong này lâu. Chỗ nào cũng phải để thứ tư nghệ thuật chứ. Anh ra đen. Trời ơi, đấy bắt đầu lại lại làm nũng làm niếc. Đây này, các bạn thương tôi không? Từ sáng giờ trông rất là đẹp trai, nhưng nấu xong bữa lẩu rồi nổi luôn cả mụn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ngồi chờ và chờ bạn mình đến. Và tí nữa bạn mình là ai thì mình sẽ quay cho mọi người nhá. Đây là bàn lẩu tối nay của bọn mình. Trông cũng rất là hấp dẫn đấy chứ, đúng không? Đáng nhẽ ra là hôm nay bọn mình định làm lẩu gà. Bởi vì hôm nay bọn mình rất là thèm lẩu gà. Nên là mọi người mới thấy bọn mình để phương án lẩu gà đầu tiên. Lẩu gà thúc bắc. Và cũng rất là sẽ tin tưởng mọi người sẽ chọn lẩu gà. Không, cũng hên xui thôi. Không, nhưng lúc đầu em nghĩ là mọi người, tại vì mình bảo là nếu chỉ biết lẩu gà thôi mọi người sẽ không chọn, nên là bọn mình nghĩ là lẩu gà nấm. Cuối cùng thì mọi người lẩu thập cẩm. Nhưng mà thật ra là trông cũng rất là đẹp mắt, màu sắc. Và thật ra là mọi thứ đồ ăn nó cũng trông rất là phong phú. Thôi ăn cái này cũng được. Còn lẩu gà này hôm nào mình sẽ có một vlog khác là lẩu gà thuốc bắc ăn với cả lá ngải cứu rất là ngon. Thì là được nhá. Đây, và vị khách của chúng ta ngày hôm nay là Dino. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Dinology. Đây kênh Dino thì mình sẽ để bên này. Đây là bữa lẩu mà hôm nay các bạn follower trên Instagram của anh yêu cầu là làm lẩu thập cẩm để đãi em. Và hôm nay thì là rất vinh dự, vì bình thường ấy rất ít khi mình được người khác nấu cho ăn, nhưng mà hôm nay được người khác nấu cho ăn. Và thêm một điều nữa là hôm nay đến đây để học mót, để chuẩn bị làm nhà các bạn ạ. Đấy, cho nên là hôm nay Dino nói rất là nghe rất là tội, đúng không? Đấy là bình thường kiểu chẳng ai nấu cho em ăn cả. Rồi ok, bây giờ từ giờ có anh vào Sài Gòn rồi, thỉnh thoảng qua đây anh chị nấu cơm cho. Đấy, đấy là đã giảm được bao nhiêu công việc. Bình thường là chỉ có nấu và khách đến ăn, và không bao giờ cảm thấy là đủ ngon, nhưng hôm nay là thấy cơm quá ngon luôn, và chuẩn bị ăn đây các bạn ơi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ ăn nhá. Ok, bye bye. Woo. Nhưng bây giờ đã là 11 giờ hơn rồi, và Dino và đã ăn ở nhà mình xong, mình cũng vừa mới dọn dẹp mọi thứ xong. Rồi, hôm nay là một ngày rất là dài. Mình đã dậy từ 6 giờ hơn để quay cái vlog này. Và mình muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều tới tất cả các bạn đã hỗ trợ mình trong việc vote ở trên Instagram để mình có thể hoàn thành vlog này. Và nếu mọi người thích những cái vlog kiểu như thế này thì hãy comment ở bên dưới để cho mình biết nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo. Ok, bye bye. Cái gì đấy? Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Goodbye, good night.